Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tin Tức Nóng Chọn Lọc Ngày Nay nhé. Và lại là mình đây, thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, không làm mất thời giờ của cả nhà nữa, chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Việt Nam không chấp nhận ấn phẩm có đường lưỡi bò. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao tuyên bố Việt Nam không chấp nhận truyền bá, sử dụng các sản phẩm hoặc ấn phẩm có đường lưỡi bò. Quan điểm của Việt Nam về yêu sách đường chính đoạn là rõ ràng và nhất quán, đã được nêu rõ rất nhiều lần. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói trong cuộc họp báo ngày 6 tháng 7, sau khi được hỏi về thông tin bộ phim Barbie bị cấm phát hành vì chứa đường lưỡi bò. Việc quảng bá, sử dụng các sản phẩm, ấn phẩm có đường chính đoạn tại Việt Nam là vi phạm các quy định của Việt Nam và không được chấp nhận, bà Hằng tuyên bố. Trước đó, Cục trưởng Điện ảnh Vi Kiến Thành ngày 3 tháng 7 thông báo cơ quan chức năng cấm chiếu bộ phim Barbie của Mỹ do có cảnh đường lưỡi bò hay đường chính đoạn do Trung Quốc vạch ra để nêu yêu sách chủ quyền phi lý với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông. Quyết định do Hội đồng Thẩm định và Phân loại phim quốc gia đưa ra sau buổi duyệt phim gần đây. Trước đó, phim dự kiến ra mắt trong nước ngày 21 tháng 7. Trên website các hệ thống cụm rạp lớn trong phim như Galaxy, CGV, phim bị gỡ bỏ lịch chiếu. Bà Hằng cũng cho biết cơ quan chức năng đang xác minh thông tin IMI Entertainment, đơn vị tổ chức đêm nhạc của Lắc Biên tại Hà Nội, ủng hộ đường lưỡi bò. Chánh thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thanh Liêm ngày 5 tháng 7 thông báo đã nhận thông tin về nghi vấn IMI Entertainment chia sẻ bản đồ của đường lưỡi bò. Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh và tìm hướng xử lý. IMI Entertainment từng tổ chức rất nhiều buổi biểu diễn cho các nghệ sĩ Hàn Quốc và quốc tế, có trụ sở chính đặt tại Bắc Kinh, Trung Quốc, với chi nhánh tại nhiều quốc gia Đông Nam Á, cũng như Hàn Quốc, Australia và đảo Đài Loan. IMI Entertainment ngày 6 tháng 7 gửi thông cáo báo chí để xin lỗi về sự cố. Công ty giải thích hình được lấy từ website chung liên kết của các văn phòng khu vực tại châu Á, không phải website của công ty Việt Nam. Công ty hiện chưa đăng ký tên miền tại Việt Nam, chỉ hoạt động trên một số nền tảng như Facebook, Instagram. IMI cho biết họ đã nhanh chóng rà soát và cam kết thay thế những hình ảnh không phù hợp với người dân Việt Nam. Đại diện công ty thông báo đã làm việc trực tiếp, gửi công văn giải trình lên Sở Văn hóa và Thể thao của Hà Nội cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch các cơ quan liên quan. Bản tin kế tiếp. Ông Trump công kích con trai ông Biden về vụ cocaine ở Nhà Trắng. Ông Trump nói con trai Tổng thống Biden liên quan đến cocaine được phát hiện ở Nhà Trắng và cho rằng truyền thông sẽ khiến câu chuyện này biến mất. Có ai thực sự tin rằng cocaine được phát hiện ở cánh tay trong Nhà Trắng, rất gần phòng bầu dục là để cho Hunter và Joe Biden sử dụng, chứ không phải ai khác không? Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Trump Social ngày 5 tháng 7, nhắc đến người kế nhiệm Joe Biden và con trai của ông. Theo ông Trump, các kênh truyền thông tin giả sẽ sớm nói rằng lượng cocaine đó rất nhỏ và cũng không thực sự là cocaine, chỉ là thuốc aspirin nghiền thành bột và câu chuyện sẽ biến mất. Tổng thống Biden chưa bình luận về thông tin. Ông chủ Nhà Trắng không uống rượu và chưa bao giờ được cho là người có sử dụng chất gây nghiện. Trong khi đó, Hunter, 53 tuổi, từng có giai đoạn sử dụng rượu và chất gây nghiện, được ông mô tả chi tiết trong cuốn hồi ký Beautiful Thing thức bản năm 2021. Ông Trump bình luận sau khi mật vụ Mỹ ngày 4 tháng 7 thông báo lực lượng này tối 2 tháng 7 phát hiện cocaine trong Nhà Trắng. Một số quan chức thực thi pháp luật nói nó được phát hiện tại khu cánh tay, trong căn phòng nhỏ thường được nhân viên Nhà Trắng và khách sử dụng để cất điện thoại. Mật vụ Mỹ cho biết họ đang điều tra bằng cách nào chất này có thể xuất hiện trong Nhà Trắng. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cùng ngày cho biết khu vực phát hiện cocaine có nhiều người ra vào và khách đến thăm cũng có thể tiếp cận nơi này. Tổng thống Joe Biden không ở Nhà Trắng khi sự việc xảy ra. Cựu Tổng thống Trump còn đặt câu hỏi liệu công tố viên đặc biệt của Bộ Tư pháp Mỹ Chuck Mick có xuất hiện ở khu vực phát hiện cocaine không? Bởi ông thấy Mick trông giống một người dùng chất gây nghiện. Mick phụ trách cuộc điều tra về cách ông Trump xử lý tài liệu mật. Bộ Tư pháp Mỹ đầu tháng 6 đã công bố 37 cáo buộc liên quan, khiến ông Trump trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố cấp liên bang. Bản tin tiếp theo, Nhật lo Trung Quốc cấm nhập hải sản. Nhật Bản lo ngại Trung Quốc, nước nhập khẩu hải sản lớn nhất của họ,
có thể ngừng mua sau khi Tokyo xả nước phóng xạ ra đại dương. Các quan chức, nghị sĩ đảng cầm quyền Nhật Bản hôm 6 tháng 7 cho biết họ lo ngại Trung Quốc sẽ mở rộng hạn chế đối với hải sản của Nhật, trong đó có thể có lệnh cấm nhập khẩu sau khi nước này thực hiện kế hoạch xả nước thải chứa chất phóng xạ từ nhà máy Fukushima ra biển. Chúng tôi nghĩ họ có thể thực thi lệnh cấm hoàn toàn đối với hải sản Nhật Bản, một quan chức giấu tên cho hay. Họ muốn trừng phạt kinh tế Nhật Bản vì động thái xả nước phóng xạ này. Đối với Trung Quốc, hải sản nhập khẩu từ Nhật Bản chiếm thị phần nhỏ, nhưng với chúng tôi, Trung Quốc là thị trường lớn. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA hôm 4 tháng 7 chấp thuận kế hoạch của Nhật Bản về việc xả nước phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy hạt nhân Fukushima ra biển. Theo đó, Nhật Bản sẽ bắt đầu xả hơn 1 triệu tấn nước, đủ để lấp đầy 500 bể bơi Olympic, được sử dụng để làm mát các thanh nhiên liệu của nhà máy sau khi nó bị sóng thần phá hủy năm 2011. Kế hoạch vấp phải sự phản đối trong và ngoài nước, dù Nhật Bản đảm bảo nguồn nước thải này an toàn sau khi đã được lọc để loại bỏ hầu hết đồng vị phóng xạ. Năm ngoái, Trung Quốc là khách hàng mua hải sản xuất khẩu lớn nhất của Nhật Bản, dù đây là một trong số các quốc gia hạn chế nhập khẩu hải sản Nhật do sự cố hạt nhân Fukushima. Trung Quốc cũng là nước chỉ trích gay gắt nhất kế hoạch xả nước của Nhật Bản vì cho rằng nó đe dọa sinh vật biển và sức khỏe con người. Trung Quốc chưa cho biết sẽ có hành động gì nếu kế hoạch xả nước thải diễn ra, nhưng đã cảnh báo Nhật Bản phải chịu mọi hậu quả cho hành động của mình. Việc xả nước sẽ được Nhật bắt đầu tiến hành trong vài tuần tới và diễn ra trong 40 năm. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 6 tháng 7 tuyên bố Nhật Bản không tham khảo đầy đủ ý kiến của cộng đồng quốc tế về việc xả nước. Trung Quốc sẽ chú ý các diễn biến và đánh giá mọi tác động có thể xảy ra để bảo vệ người tiêu dùng. Một số người tiêu dùng Trung Quốc đã kêu gọi tẩy chay sản phẩm của Nhật Bản. Bộ Ngoại giao Nhật Bản từ chối bình luận về khả năng có thêm lệnh cấm, nhưng cho biết Tokyo đã thúc đẩy các cuộc thảo luận khoa học với Bắc Kinh về việc xả nước và sẽ tiếp tục làm như vậy. Trung Quốc cấm nhập khẩu hải sản từ 10 trong số 47 tỉnh của Nhật Bản, trong đó có Fukushima và thủ đô Tokyo, cũng như tất cả thực phẩm và thức ăn chăn nuôi nhập khẩu từ 9 tỉnh trong số đó. Nhập khẩu hải sản từ các tỉnh khác vẫn được phép, nhưng phải trải qua kiểm tra phóng xạ. Theo số liệu của Nhật Bản, Trung Quốc chiếm 22,5% giá trị xuất khẩu hải sản của Nhật Bản, với 87 tỷ yên, tương đương 604 triệu USD. Tiếp đó là Hồng Kông với 19,5% và Mỹ với 13,9%. Nhật Bản tháng 3 năm 2011 hứng chịu thảm họa kép động đất và sóng thần, khiến nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị ảnh hưởng. Ba lõi lò phản ứng tan chảy, giải phóng lượng lớn phóng xạ vào môi trường xung quanh. TEPCO, đơn vị vận hành nhà máy, phải xử lý hàng trăm bể chứa hơn 1 triệu tấn nước ô nhiễm dùng để làm mát lò phản ứng trong sự cố. Năm 2021, giới chức Nhật Bản dự đoán nhà máy Fukushima không còn đủ chỗ chứa nguồn nước thải và quyết định lên kế hoạch xả dần dần nước đã qua xử lý xuống biển. Tin thứ tư, Iran nêu lý do chiến hạm bắt chặn tàu dầu nước ngoài. Giới chức Iran cho biết hải quân có lệnh của tòa án bắt tàu dầu Raymond Voyager với cáo buộc va vào tàu hàng nước này khiến 5 người bị thương. Đại diện Trung tâm Tìm kiếm và Cứu nạn trên biển tỉnh Hormuzgan, miền nam Iran, ngày 6 tháng 7 cho biết tàu dầu Raymond Voyager đã va chạm với tàu nhỏ của Iran khiến nước tràn vào và làm 5 người bị thương. Riêng Raymond Voyager không dừng lại sau tai nạn. Chủ tàu Iran sau đó đề nghị giới chức nước này phát lệnh bắt tàu dầu Raymond Voyager. Sau khi nhận lệnh bắt từ tòa án, hải quân Iran triển khai chiến hạm chặn bắt tàu dầu treo cờ Bahamas. Video được Hải quân Mỹ công bố cho thấy chiến hạm Iran tìm cách tiếp cận Raymond Voyager ở khoảng cách 1,5 km trên vùng biển ngoài khơi Oman và yêu cầu tàu dầu dừng lại. Sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu của tàu Raymond Voyager, Hải quân Mỹ đã triển khai khu trục hạm USS Minfong can thiệp. Theo Hải quân Mỹ, binh sĩ trên chiến hạm Iran đã bắn nhiều loạt đạn trúng thân tàu Raymond Voyager nhưng không gây thiệt hại đáng kể hay thương vong. Nhận thấy tàu khu trục M4 của Mỹ xuất hiện, chiến hạm Iran đã rời khu vực. Theo Hải quân Mỹ, chiến hạm Iran còn tiếp cận tàu dầu TRF Moss treo cờ quần đảo Mazar, sau đó bỏ đi khi khu trục hạm Mofo xuất hiện. Ngoài khu trục hạm Mofo, Mỹ còn triển khai một số phương tiện trinh sát biển trong khu vực để theo dõi tình hình. Mỹ cáo buộc Iran quấy rối hoặc bắt gần 20 tàu hàng nước ngoài trong 2 năm qua,
vụ gần như nhất xảy ra cách đây một tháng khi Iran bắt hai tàu dầu trong một tuần. Mỹ cáo buộc hoạt động trên của Iran đe dọa an ninh hàng hải khu vực và kinh tế toàn cầu. Khu vực nhiều tàu hàng nước ngoài bị Iran bắt nằm trên chuyến vận tải dầu khí từ Trung Đông ra thế giới đi qua eo biển Hormuz. Theo dữ liệu từ hãng phân tích Vutexa có trụ sở tại Anh, khoảng 20% lượng dầu thô và các sản phẩm từ dầu mỏ vận tải bằng đường biển của thế giới đi qua khu vực này. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, cũng là bản tin khá là hay và hấp dẫn luôn nha cả nhà. Vậy để biết được thông tin chi tiết của bản tin thứ 5 là bản tin như thế nào thì chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay luôn nha. Ukraine bắn nổ bãi tập kết đạn rocket Nga. Truyền thông Ukraine công bố video vụ tập kích nhằm vào bãi chứa rocket pháo phản lực Vang của Nga tại Makhachkala gây vụ nổ lớn. Video quay bằng máy bay không người lái UAV được Kiev Post công bố ngày 5 tháng 7 cho thấy lực lượng Nga tập kết số lượng lớn đạn rocket của tổ hợp pháo phản lực BM-21 Vang trong sân một khu chung cư hoang phế ở Makhachkala, thành phố Nga kiểm soát tại tỉnh Donetsk. Số đạn rocket này được để lộ thiên nằm giữa những bụi cây cỏ rậm rạp trên sân chung cư. Đến đêm, bãi tập kết rocket trúng đòn tập kích của lực lượng Ukraine, gây ra tiếng nổ lớn và chớp lửa sáng loà. Nhiều vụ nổ thứ cấp xảy ra sau đó, một số quả rocket bị đám cháy kích hoạt lao vào những khu vực khác. Chưa rõ lực lượng Ukraine sử dụng vũ khí nào để tiến hành vụ tập kích. Trước đó, quân đội Ukraine ngày 4 tháng 7 thông báo xóa sổ một đơn vị Nga tại Makhachkala sau đợt tập kích hiệu quả. Tuy nhiên, Ukraine không nêu chi tiết về mục tiêu, thời điểm diễn ra tập kích và loại vũ khí được dùng. Các quan chức tỉnh Donetsk do Nga bổ nhiệm và cáo buộc quân đội Ukraine tập kích khu dân cư và cơ sở y tế tại Makhachkala, khiến một dân thường thiệt mạng và 35 người bị thương. Truyền thông Nga cũng công bố video cho thấy bệnh viện số 2 tại một khu chung cư tại Makhachkala hư hại sau vụ tập kích. Nga và Ukraine nhiều lần cáo buộc nhau tập kích mục tiêu dân sự, gây thương vong cho dân thường sau hơn một năm chiến sự. Giới chức Ukraine ngày 27 tháng 6 cho biết Nga phóng tên lửa vào nhà ở Kramatorsk khiến 10 người thiệt mạng. Nga sau đó tuyên bố địa điểm trúng tên lửa là sở chỉ huy lữ đoàn 56 Ukraine, hai tướng và 50 sĩ quan đối phương thiệt mạng trong vụ tập kích. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Cả nhà hãy ủng hộ kênh của mình bằng cách cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật chuông để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video cũng như là ủng hộ mình trong thời gian vừa qua, và sẽ mong được nhiều khán giả hơn nữa ủng hộ mình trong thời gian sắp tới nha. Và bây giờ thì xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà vào những bản tin tiếp theo. Bye bye.